thân phụ của một cô gái sinh ra ở Mỹ bỏ trốn theo nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo hôm 21 tháng 2 đã đệ đơn kiện chính quyền Trump vì ông muốn con gái ông được phép trở về Mỹ. Trung tâm luật hiến pháp cho người Hồi giáo ở Mỹ hay CLCMA đã đệ đơn khiếu nại thay mặt ông Ahmed Ali Mutana, cha của Hoda Mutana. Cô này đã có một đứa con trai nhỏ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã ra lệnh cho Ngoại trưởng Mike Pompeo chớ để Montana trở về Mỹ, mặc dù luật sư của cô cho biết cô sẵn sàng bị truy tố vì cô tự nguyện đến Syria và sử dụng mạng xã hội để ca ngợi việc sát hại người phương Tây. Luật sư một mực nói rằng cô này là công dân Mỹ vì được sinh ra ở bang New Jersey của Mỹ vào năm 1994 sau khi cha cô ngưng phục vụ trong lĩnh vực ngoại giao. Mỹ cấp quốc tịch cho bất kỳ ai chịu thẩm quyền tài phán của Mỹ quy định này loại trừ con cái của các nhà ngoại giao như cô mothana nếu đúng là cha cô vẫn còn là nhà ngoại giao vào thời điểm cô chào đời